Ai là người đổi tóc giả? Ai là người chơi TikTok? Ai là cascader chuyên nghiệp? Ai là người bí ẩn? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Người Bí Ẩn. Chương trình Người Bí Ẩn là một chương trình vui nhộn dành cho tất cả những ai đang thích khám phá những điều đặc biệt, những điều bí ẩn trong cuộc sống. Và chương trình của chúng ta do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu dầu gội bồ kết Fresh, tinh dầu bưởi thiên nhiên. Và đến với chương trình, quý vị và các bạn sẽ được gặp gỡ hai đội chơi, một đội nhà luôn luôn thường trực, đó là nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Việt Hương. Bên cạnh đó, đội khách sẽ được thay đổi theo hàng tuần. Và đến với chương trình, hai đội sẽ cùng tham gia 5 vòng thi để tìm cho ra được trong nhiều nhóm người bí ẩn một người bí ẩn duy nhất. Người đó có thể là người thật trong một nhóm những người giả. Đó là điều mà chúng ta phải tìm hiểu. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ đội chủ nhà quen thuộc với hai nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương. Cô dâu đại chiến. Bà lên bà làm cô dâu đại chiến này chi? Hôm nay tôi với ông ngồi với hai người trong phim Cô Dâu Đại Chiến. Trời ơi, trời ơi, tay cho nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ đội khách ngày hôm nay, Lê Khánh và Đại Nghĩa. Dạ, cuối cùng là có vô không? Mời thì vô, không mời thì về. Sao? Nói một tiếng đi. Vô đi. Cảm ơn. Một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Lê Khánh và nghệ sĩ Đại Nghĩa thưa quý vị. Dạ, còn bây giờ thì xin phép cho Đại Nghĩa và Lê Khánh trở lại với cái phong cách của tụi em thường ngày nha. Chứ giày hoài gồng cánh mệt ghê lắm. Dạ, dạ, chào tất cả mọi người. Hy vọng các bạn sẽ làm được nhiệm vụ, đó là chiến thắng được đội nhà của chúng tôi. Và tệ lắm thì các bạn cũng phải bằng điểm của họ để có được giải thưởng của chương trình. Và nếu như các bạn thua, các bạn sẽ ra về tay trắng. Đặc biệt hơn hết là khi chúng ta tham gia chương trình, nếu như trong 5 vòng các bạn chọn được đúng cả 5 người bí ẩn, các bạn sẽ có được số tiền tối đa là 50 triệu đồng. Dạ, không ơn. Khó lắm. À, xin hỏi cảm nghĩ của các bạn khi tham gia chương trình ngày hôm nay. À, mình là bạn thân của ông Trấn Thành. À, mình đã từng rất nhiều lần xem lại về cái mối quan hệ này thì phải. Lần này thì chắc chắn là bạn sẽ giúp nhau vượt khó, thì chẳng khác nào mà chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được những cái gì mà bí ẩn trong chương trình ngày hôm nay. Lẽ nào không? Hy vọng rằng anh Linh và chị Hương cũng sẽ có những câu hỏi dành cho những người bí ẩn để giúp Khánh và anh Nghĩa vượt qua những cái khó khăn này. Làm gì làm cũng là đồng môn mà, đúng không? Cái đó rất nhẹ. Chị rất là nhiều. Và bây giờ không để quý vị và các bạn chần chờ nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ đến ngay với phần quảng cáo. Quý vị và các bạn thân mến, và hiện nay đứng kế bên Trấn Thành, quý vị thấy là có rất là nhiều những món vật nho nhỏ mà gợi nên kỷ niệm của chúng ta khi thời thơ ấu. Tôi xin bật mí ngay luôn câu hỏi của chương trình. Trong nhóm người bí ẩn đầu tiên, ai là nghệ nhân làm tò he? Hãy gặp gỡ họ ngay bây giờ. Anh đã tự giới thiệu cho họ biết anh có phải là người bán cá viên chiên hay không? Là người tôi nghèo lắm. Tôi bỏ quê và lên thành phố. Rồi xong sau đó tôi được một số người dân trong nghề tò he giúp đỡ. Tôi chính là người làm tò he. Em
lớn lên và sinh ra tại Hà Tây và em đã làm nghề tàu he từ lúc còn nhỏ. Tại vì lúc nhỏ thì em đã nghịch đất sét rồi xúc, sau này thì ba mẹ làm rồi những ông bà lớn tuổi làm rồi bắt đầu mình làm theo. Rồi dần dần mình biết làm là tàu he, đến nay em đã theo nghề, vẫn theo nghề. Tôi là một người phụ nữ thì các bạn thường biết rồi, phụ nữ thì rất là khéo tay. Trong giờ học thủ công lúc còn đi học, tôi luôn là một người đứng đầu. Và bây giờ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, tôi làm nghề tàu he để bán cho các em nhỏ vào những buổi chiều. Và tôi chính là người làm tàu he. Cảm ơn chú ạ. Nhà tôi á, ngày xưa chuyên đi khai thác đá. Mà tôi thấy cái nghề đó nó quá nặng với tôi, nên những lúc thư giãn á, tôi mới tập làm tàu he. Yeah. Mà bây giờ nghề tàu he là chính là nghề chính của tôi đó. Tôi là người làm tàu he. Tàu he thì gắn bó với tôi ngay từ lúc tôi sinh ra. Ông tôi thì truyền lại cho ba tôi, ba tôi và truyền lại cho tôi mới chính là người làm tàu he thật sự. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi để biết được ai là người làm tàu he thật sự. Cho Khánh hỏi chị số 3. Thưa chị, tàu he làm từ loại bột gì ạ? Tàu he làm từ bột gạo. Làm như thế nào để mình có được cái loại bột để mình làm được con tàu he ạ? Quá trình làm bột là mình phải xay và nấu nên. Rồi giờ mình để bao nhiêu lâu thì mình mới bắt đầu làm được bột vậy ạ? Cũng khoảng 2 tiếng. Chắc không chị? Chắc. Cho anh hỏi bạn số 5. Em nói đây là nghề tò he là nghề gia truyền của gia đình nhà em đúng không? Từ ông nội truyền. Em có biết cái nghề tò he này nè, nó xuất xứ từ đâu hay không? Cái nguồn gốc xuất xứ của cái nghề này nó như thế nào hay không? Nghề tò he này xuất xứ từ làng Xuân La, tỉnh Hà Tây, thành phố Hà Nội. À rồi, hay quá. Dạ con hỏi chú là chú ngày xưa nhà chú là gần cái chỗ mà phá đá hả chú? Dạ. Có một cái hình ảnh nào mà làm cho chú khủng khiếp mà không thèm làm đá mà chuyển qua làm bột không chú? Tại vì hồi đó gia đình ông nghèo mà, ông làm đá nặng nhọc quá, nhiều khi ông khiêng giác, ông té này kia ông nọ, ông quỉnh quá, theo ông thấy cái ông bán tò he này đó. Ông mới là theo ông học tập này kia nọ, rồi ông học hỏi, ông làm, bắt chước ông làm đó. Dạ, vậy chú làm có bao giờ chú để bị thiêu chưa? Bột, bột gạo thiêu dữ lắm à. Bột thì không có thiêu, tại vì bột gạo này là pha chế thì để được tới trên 5-10 ngày hoặc là 20 ngày cũng chả sao. À vậy hả chú? Dạ. Anh hỏi em số 1 á, em buôn bán được không? Em làm anh buôn bán được không? Không buôn bán được thì em đâu có theo nghề đến giờ này đâu ạ. Đáng lý người ta buôn bán được người ta phải vui cho mặt em buồn sao vậy? Cái này là mặt buồn bẩm sinh chứ không phải là buồn. Đâu em vui là vui nhất có thể vậy mà anh coi. Vui hết cỡ coi. 2-3 vui coi. Vui. Vui. Vui vậy thôi đó. Cũng vậy vui cũng bằng người ta vui ráng rồi đó. Câu hỏi số 2 đi. Trong cái công việc làm tò he của em thì em thấy cái gì là khó nhất? Dạ, trong công việc làm tò he thì em sẽ phải qua nhiều công đoạn để làm màu, pha màu. Rồi mình làm các cái bước mình nấu chín nên căn làm sao cho đúng tầm để cho mình làm bộ tò he cho nó đẹp ạ. Em ơi, làm bột gạo thiệt hả em? Dạ, đúng rồi, bột gạo ạ. Bột gạo nó đâu có dẻo. Nó đâu có dẻo đâu. Nó đâu có dẻo em. Khi mà mình pha bột gạo rồi có mình pha chung với nếp nữa thì khi đó thì nó sẽ... Nếp đúng không? Dạ. Nhưng mà phần nếp thì nhiều xanh hay đường gạo. Gì không ấy? Dạ, đây phải là nhà à, có nghĩa là phải bột nếp nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Anh hỏi bạn số 5 nè, những cái dụng cụ thì là những cái gì em có thể kể cho anh nghe được không? Dạ nhiều lắm anh, là cái cây, bột và cái tay xong. Quá hợp lý. Trời, anh biết rồi, anh biết nghe gì đó, anh biết rồi. Quá hợp lý. Nghe là biết là nghệ nhân giỏi rồi ha. Chứ hỏi câu chú số 4 nè. Hỏi chú mấy cái cây mà chú vuốt á. Chú vuốt nhọn nhọn rồi dư mình có xiên cá viên chiên chiên ăn không chú? Dạ cái này thì làm tò he thì ta vẫn làm, nhưng mà giờ những người mà ta bán cá cá chiên nhớ người ta vẫn dùng được. À vậy cái chỗ thế bây giờ chúng ta cùng xem qua các nghệ nhân này thực hiện như thế nào nha. Họ sẽ quay lưng lại và họ sẽ làm ngay con tò he cho chúng ta xem. Ủa sao không làm trước mặt cho thấy mà phải quay lưng lại? Ủa cười của trước mặt thấy cô làm gì nữa? Lỡ như mà giấu con sạch thi gì ra thôi. Cái chuyện của người ta. Trời ơi, tôi phát hiện đi. Không, rồi nếu giờ tôi lên tướng tôi làm nghệ nhân tò he cũng được. Chuyện của người ta. Chứ tôi để phía trước mặt cho thấy cho ngầu sao. Dạ, thưa quý vị. Thực sự ra mà nói thì bây giờ chúng ta cũng phải xem thôi. Mời các anh chị quay lưng lại. Thank you.
Thưa quý vị, thời gian thấm thoát thôi đưa, múa mai gần chết mà chưa thấy gì. Bây giờ mời các anh chị quay lại. Hay quá. Trên tay không có dính miếng bột nào trơn mà có cây sẵn vậy đó. Thấy không? Rõ ràng cây nào ra cây nấy. Đẹp quá. Đẹp quá. Rồi, thời gian quyết định bắt đầu. Thưa quý vị, họ đều chọn số 2. Vì sao ạ? Đại nghĩa thấy rằng cái bạn số 1 thì hoàn toàn thiếu tự tin khi đứng ở cái vai trò này. Cái bạn số 3, cái chị này thì thật sự đó giờ cũng chưa bao giờ thấy một người phụ nữ trong cái nghề tò he này cả. Còn cái bạn số 5 thì nghe rất có vẻ là thuộc bài. Người số 4 là cái chú này từng đóng phim chung với anh rồi, anh biết. Từng đóng vai ba của anh rồi. Xem những người còn lại là ai? Mời bạn. Em tên là Nguyễn Đại Lâm, em sinh năm 90, hiện tại em đang là một b-boy. Trời, đó có lẽ dữ vậy. B-boy. Tôi tên là Hồng Loan và hiện nay tôi 30 tuổi và đang làm nội trợ. Bác ơi, nãy Đại Nghĩa đã lột trần bác rồi. Bác nói luôn thì bác đóng tin gì? Đóng chung phim ở rẻ. Không lẽ giờ tôi nói là ông đóng chung với tôi rồi luôn hả? Đóng vai cha tôi nhớ mà. Thiệt tình. Nói rồi Linh cũng nhớ nữa kìa. Thôi vậy thôi đừng nói nữa, hiểu nhau rồi ha. Bác này đóng thiên. Rồi vậy đi. Còn bạn thì sao? Tôi tên là Nguyễn Quốc Toàn, hiện là sinh viên năm 3 và sở thích của tôi là tô tượng nhưng phải là nặng tượng. Tượng là được rồi. Rồi còn bạn là ai? Dạ. Tên đầy đủ của em là Lê Xuân Tùng, em đến từ Hà Tây và em là người làm tò he. Thôi bây giờ bạn lên đây, tôi biểu diễn cho mọi người xem nhé. Và cảm ơn đội bí ẩn. Mời bạn. Bây giờ em sẽ nặn chân dung của anh Trấn Thành. Xem có giống không nha. Như hai giọt nước. Và một lần nữa Trấn Thành xin được cảm ơn một món quà rất là ý nghĩa của anh. Dạ. Và một tràng pháo tay nồng nhiệt cho nghệ nhân Lê Xuân Tùng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là với vòng thi đầu tiên thì hai đội đã xuất sắc, có được điểm số ngang nhau 1-1. Cứ như thế, cửa thắng xông lên đội của Đại Nghĩa và Lê Khánh rất có hy vọng là sẽ mang về số tiền rất là lớn. Và ở vòng thi thứ hai, cây đàn piano cũng đã nói lên câu hỏi của vòng này. Thưa quý vị, ai trong nhóm người bí ẩn này sẽ là nghệ sĩ piano thực thụ? Mời gặp gỡ. Ta cùng gặp gỡ họ nhé. Mời bạn. Tôi bị ép học piano. Bố mẹ muốn tôi trở nên một người con gái nữ tính và kiêu sa hơn. Và điều đặc biệt hơn là tôi đã bị loại nhạc cụ này cuốn hút. Tôi là nghệ sĩ piano. Học bao nhiêu năm rồi? Dạ, em học được 7 năm rồi. Cảm ơn em.
Rồi, con gái ơi, con gái ơi, nói đi con. Con tên là Hoàng Anh, con 7 tuổi. Mẹ cho con học đàn được 2 năm rồi. Con là người biết chơi đàn piano. Tôi đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Tôi học piano, tham gia diễn xuất phim ảnh quảng cáo và có cả đi hát nữa. Tôi chính là người biết sử dụng piano. Mời con. Dạ, con tên là Lê Anh Khoa, con 12 tuổi. Vì hồi nhỏ con có cây đàn ở nhà nên con hay nghịch ngợm. Nên ba mẹ thấy con có khả năng nên cho con học. Tôi có nhiều ước mơ và đam mê. Tôi muốn trở thành một người nổi tiếng, do đó tôi đã tham gia nhiều khóa học như diễn xuất, catwalk, vũ đạo và có cả thanh nhạc. Tất nhiên nếu học thanh nhạc thì tôi phải biết chơi piano. Và tôi chính là người chơi piano. Xin mời các đội đặt câu hỏi. Vậy cho con hỏi cô số 3 ạ. Dạ thưa cô, cây đàn piano thường thì nó hư chỗ nào cô ạ? Thường nó hư những cái bàn phím. Dạ, là bàn phím nó hư như thế nào cô ạ? Khi mình nhấn nó không lên âm thanh. Là nó hư phần trong của nó hay là phần ngoài ạ? Dạ phần trong. Dạ con cũng không hiểu gì luôn. Sao hiểu được? Cho hỏi bạn số 1 ha. Em có học nhạc cổ điển không? Dạ có. Vậy cái bài Sonata Ánh Trăng là của ai vậy? Dạ của Beethoven. Có tự tin không em? Dạ có. Có mà nhẹ quá. Chứ người ta tự tin người ta mới nhẹ, chứ người ta không tự tin là người ta sẽ làm lố lên. Bài số 4 nha. Là cây piano một năm sau con có phải trên nó lại không? Con có phải lên dây lại không? Dạ không. Con số 2. Khi mà con nhỏ vậy đó, rồi con ngồi con đánh phím đàn, cái chân con làm sao đạp được hai cái phím ở dưới? Con là nể cái ghế thôi. Một ngày con tập bao nhiêu lâu mà bác con ngồi nửa cái ghế? Dạ nửa tiếng. Nửa tiếng à? Có cái đau cái mông hôn xong mình có được thưởng không? Dạ không. Con học bao nhiêu lâu rồi? Dạ con học 2 năm. 2 năm rồi. Dạ. Rồi cho Khánh hỏi bạn số 5 nha. Bạn nói là bạn học âm nhạc thì bạn sẽ phải học biết piano luôn. Vậy thì 7 nốt nhạc bạn có biết nó như thế nào không bạn? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Rồi lên một cái quãng 8 thì nó sẽ thành nốt gì? Này phần kỹ thuật rồi em. Vậy trả lời thôi à. Một nốt trắng thì bằng bao nhiêu nốt đen? Nốt trắng thì bằng 1/2 nốt đen. Thôi bây giờ để cho các chị có manh mối á, nghi ai là nghệ sĩ thực thụ thì mời người đó ra đàn cho mình nghe, mình thử một bài xem. Vậy mời bạn số 1 luôn. Nếu vậy thì mời bạn số 1, rồi mời em. Mời em. Mình đàn sao mà ta biết mình học 7 năm nha em. Đúng rồi đó. Êm dịu, nghe là biết là nhạc là quốc tế rồi. Cảm ơn em. Thế còn đội anh Hoài Linh muốn mời ai ạ? Mời bé con số 2. Cố lên con gái ơi. Quý vị cũng xét rồi. Bây giờ mời quý vị chọn.
Thưa quý vị, họ được chọn ô số 4, vì sao? Mình nhìn ra là cái cậu bé số 4 này có thể là một nghệ sĩ piano. Bởi vì như cái cô số 1 đi, khi em vô em ngồi trên cái tư thế em đàn á, thì anh không nhìn ra đó là một nghệ sĩ piano thực thụ. Và ngay cả bé con cũng phải rất xinh, rất dễ thương, nhưng mà cũng không ra một cái không, phong nhưng cách bé con biết đánh piano. Bé biết. Con biết đánh nhưng mà bé lại không nghĩ là bé con là chuyên nghiệp. Bé số 4 coi bé số 2 đánh nó tự nhiên tay chân nó ngứa ngáy. Đúng lắm. Rồi. Đó, em cũng thấy được điều đó. Bạn số 5 lại càng lòi ra nữa. Một nốt trắng bằng có nửa nốt đen này. Đâu nè nha. Nhưng mà chương trình này có một cái rất là đặc biệt là hay kêu mọi người nói gạt mình đi. Đúng rồi. Có nghĩa là nhiều khi họ biết nốt và anh chàng đó Hương nghĩ là không phải là anh không biết nhạc đâu. Nhưng mà anh cứ nói như vậy. Thực ra là các nghệ sĩ của chúng ta đều có những cái kiến thức cơ bản về đàn piano. Nhưng hãy xem ai là người bí ẩn sau vài phút giải lao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với chương trình Người Bí Ẩn. Và ở vòng thi này thì chúng ta thấy là có 5 nhân vật. Và câu hỏi của chương trình được đặt ra là ai là nghệ sĩ đàn piano thực thụ. Và cả hai đội đều chọn ra ô số 4. Chúng ta hãy xem người bí ẩn là ai. Hồi nãy tại sao con đứng tục cái con tái mấy tay chân con khều chi vậy? Tay mới thấy gãi. Đứa tay mà gãi mà để người ta thấy mình gãi cái nốt kìa. Gãi là giấu ém lại hay không? Là khổ quá rồi. Bữa nay là thất thoát một số tiền lớn của chương trình rồi. Thế em là ai? Em tên là Ngọc Trang. Em không có đánh piano nhưng mà em đánh ọc gan. Không đánh piano, đánh ọc gan. Nhạc đó. Rồi khác nhau như thế nào? Ở organ thì mình có thể chỉnh giai điệu được. Còn ở piano thì mình không chỉnh. Và ở organ thì không có đệm chân. Nếu như hồi nãy khi em ngồi trên chiếc đàn mà em say sưa một chút, em thả hồn một chút xíu thì chắc chắn là có lẽ em đã gạt được anh rồi đó. Chưa? Em mà diễn chút xíu là gạt được anh đại nghĩa. Nhớ lần sau phải không? Ngài nhu dương một chút xíu đó, mặt ngài phê lên. Nếu có lần sau thì em sẽ phê. Con là ai? Con tên là Hoàng Anh. Con 7 tuổi, con học lớp 1. Con biết đánh đàn piano. Cảm ơn con. Thế mời cô. Tôi tên là Thu Cúc, giáo viên Hương Trí. Tôi biết hát thôi chứ không có biết đàn. Cảm ơn cô. Tôi tên là Nguyễn Phúc Khải Du. Em biết nhạc nhưng tôi không biết chơi piano. Em chơi được cái gì? Em không có chơi nhạc cụ. Em có thể hát. Thế còn em là ai? Em là Lê Anh Khoa, em 12 tuổi. Em học được cũng được 7 năm và em có thể đàn mà cho quý khách được hài lòng và đặc biệt sao em bình tĩnh. Em từ đầu piano em đã được học một người đó. Ông nội chính của em là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Cảm ơn em. Mời cháu nội của ông Nguyễn Ánh Chính. Mời em. Và cảm ơn người bí ẩn. Thank you.
sĩ nhỏ Lê Anh Khoa. Thưa quý vị, như vậy là vòng thi thứ hai cũng đã khép lại và tỷ số hiện giờ là 2-2. Các đội cứ giữ tiếp tục phong độ như vậy thì rất có khả năng là Đại Nghĩa và Lê Khánh sẽ có thể làm được chuyện đặc biệt là mang về giải thưởng 50 triệu đồng. Hy vọng các bạn có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Và bây giờ sẽ là vòng 3. Mời gặp gỡ nhóm người bí ẩn kế tiếp. Họ thật sự nguy hiểm, bởi vì bộ môn họ lựa chọn rất nguy hiểm. Và tôi khuyến cáo là quý vị xem xong đừng tự tập tại nhà. Thưa quý vị, trong số 5 nhân vật này, ai là người có thể biểu diễn đuốc cây kim vô bụng? Người không? Ta cùng hỏi họ một tí nhé. Mời anh. Từ nhỏ tôi đã thích võ công và kung phu. Tôi là một nghệ sĩ, tôi có thể nuốt kiếm, nuốt bóng đèn. Tôi đến đây để biểu diễn kung phu, nuốt kim. Xin mời phiên bản Bùi Anh Tuấn béo. Từ nhỏ tôi đã luyện tập kung phu nên bây giờ tôi có một thể hình chuẩn như vậy. Và tôi đã phát hiện ra tài năng của tôi và tôi đến đây để biểu cho mọi người coi tôi là người biểu diễn kung phu nuốt kim. Kim. Mời em. Tôi là một người chuyên may vá. Trong một lần tai nạn thì tôi đã nuốt phải cây kim vô bụng. Cũng may nhờ chú tôi là một người biểu diễn kung phu đã dùng nội lực đẩy cái kim ra ngoài. Và từ đó tôi theo chú tôi và bây giờ tôi là người biểu diễn kung phu. Thưa là ép cái kim ra hay rặn ra em? Dạ dùng kung phu đẩy nó ra ngoài. Ra đường nào? Ra đường lỗ lúc. Ra đường rúng. Xạo hết anh ơi. Em này em là người siết kung phu lúa kim. Em số 1 lúa kim. Có ai cãi đâu làm dữ vậy? Em biết. Em nghe em quê. Em biết anh mà. Em nghe em quê. Dạ em biết anh mà. Bây giờ em nghe em quê ba người này nói dốc không à. Em anh biết rồi, em biết anh rồi. Anh bình tĩnh trai. Ok ok. Anh mà không bình tĩnh lấy kim chích anh giờ. Hả? Bình tĩnh. Em nuốt được mà, em không sợ. À dạ không sao. Dạ em chăm cứu anh bây giờ. Anh từ từ nha, không bình tĩnh nha. Thật sự từ nãy giờ bốn người kia mới không phải là người biểu diễn kung phu nuốt kim. Tôi là Phong. Từ nhỏ tôi lớn lên trong một gia đình có truyền thống với bộ môn xiếc. Và tôi đã theo ba tôi xem rất nhiều nhóm xiếc diễn. Và để có tiền mưu sinh và có tiết mục mới độc lạ, tôi đã học thầy Minh Tân với bộ môn là kung phu nuốt kim. Từ đó tôi diễn chuyên nghiệp và tôi chính là người diễn kung phu nuốt kim. Mời quý vị đặt câu hỏi. Xin hỏi cái anh số 1 nè. Canh số 1 là canh đã hóa trang rất là cầu kỳ, nhìn rất là ngầu ha. Cho hỏi là cái anh làm công việc biểu diễn nuốt kim này nè đã bao nhiêu lâu rồi và anh thường diễn ở đâu? Em đã học công phu nuốt kim được 3 năm rồi. Và em đã đi diễn khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Ở thành phố mình anh thường diễn ở đâu? Dạ em thường diễn ở công viên hoặc là đoàn xiếc. Cái tiết mục biểu diễn của anh á nó gồm những cái gì? Dạ em có thể dùng cây kim em buộc công chỉ vào và em dùng nội công để đẩy cây kim ra. Thì cho tôi hỏi trước, hỏi anh số 5 nè. Nếu em nói em học trò của anh Minh Tân thì anh Minh Tân có bao nhiêu người con? Và hiện giờ bao nhiêu người con theo anh ấy đi làm xiếc? Em xin trả lời anh Hoài Linh là anh Minh Tân có 7 người con, là 4 trai và 3 gái. Và anh Minh Tân có rất nhiều học trò nhưng đặc biệt không bao giờ nhận học trò là nữ. Hả? Mình đi học mà nói vậy chị buồn hết sức. Vậy em đi diễn với anh Minh Tân nhiều chưa? Cũng được khá lâu rồi thưa anh Hoài Linh. Thì cái đoàn mà anh Minh Tân hay đi diễn ở tỉnh đó là đoàn nào? Đoàn Hậu Giang. Rồi cảm ơn em. Hỏi số 2 đi. Từ đó tới giờ em nuốt vô bụng là em dựng nội công để nhả cái kim ra phải không? Dạ không phải gì. Và công phu nuốt kim của em là khi mà nuốt kim vô thì em sẽ dùng khí công và đẩy nó ra từ đường bụng.
có bao giờ đẩy không được mà nuốt luôn chưa? À, thì cũng có trường hợp nó xảy ra và phải đi bệnh viện. Lúc đó là ta gấp ra bằng cách nào em? Dạ, ta sẽ mổ ra. Để cho có vết mổ được không em? Bụng em mấy thẹo rồi. Dạ, tí xíu vô sân khấu cho anh Thành gọi. Ờ, có bằng cái đường áo trên này không em? Chỉ trả lời 40 người dưới đây thôi. Đó là cái ý kiến của chị Việt Hương nè, em thích anh thì em cứ trả lời không sao. Mà cho em hỏi lý do thì em trả lời cho anh. Chị hỏi số 4. À, có em. Mình nhét kem vô mũi như vô miệng em. Trả ơn, nút vô miệng. Nút vô miệng hả? Dạ. Rồi dẫn khí công để đẩy cái kem ra. Dạ. Bây giờ mày giận lộn, nó không có ra đường miệng mà nó ra một cái chỗ khác. Ví dụ như cái em số 3 ra đường rúng không? Hên xui. Có bao giờ xui chưa? Hên chưa thấy xui rồi. Xui nhất ra đường nào? Nó không có da, nó nằm chổng luôn, da bệnh viện đó. Ăn muốn không? Cảm ơn kìa, cảm ơn. Câu hỏi đã đặt xong. Và bây giờ mời các đội quyết định. Anh Hoài Linh và chị Việt Hương chọn số 4. Lê Khánh, Đại Nghĩa chọn số 1. Vì sao ạ? Thường á là mấy người giận nội công á mà làm cái nghề này giống như nãy Hương nói là họ rất là trầm tính với anh số 1. Mà hỏi anh số 1 cái anh trả lời chất quốc à. Mà ba người kia rất tầm trầm tính, chỉ có một cái anh số 4 là nhoi 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 nhất. Anh số 4 làm cho Hương ấn tượng. Và Hương hy vọng là anh đã nhả được cái kim ra chứ đừng có nuốt luôn. Cái chỗ cái cá cổ nè, cái cuốn họng là của bạn số 4 rất là lớn. Lớn hơn những cái bạn bình thường. Còn cái bạn này khi tôi hỏi, nói là học xiếc ông Minh Tân. Mà khi tôi hỏi ông Minh Tân đi đoàn nào mà trả lời đoàn Hậu Giang, lộn qua tới cái đoàn Cải Lương là tôi thấy rồi, tào lao rồi đó. Chừng là ảnh là anh trả lời tầm bậy sao, đúng không? Nhiều khi cũng anh cũng có thể, đoàn nhưng mà anh muốn nói đàn à, Hậu Giang, Cà Mau gì sao. Thế còn Lê Khánh và Đại Nghĩa vì sao chọn số 1 ạ? À? Ban đầu đã nói quay qua nói với Khánh liền là số 4 đó. Nhưng mà rồi sau đó thì lại thấy như chị Việt Hương nói cái ảnh nhoi quá. Mà một cái người mà em từng biết, em thấy đa số là người ta trầm tính. Thì nãy chị cũng nói trầm đó. Nhưng mà chương trình này hay lắm em. Làm những cái chuyện ngang trái không ạ? À, thì đó giờ không biết là cái sự ngang trái nó có rơi vào mình hay không. Đây là lần đầu tiên hai đội chọn khác ý kiến nhau. Hãy xem ai là người đúng. Người bí ẩn là số 4. Quá hay. Và chúng ta hỏi là những người còn lại họ là ai nhá. Mời anh. Em tên là Lê Quang Nhàn, hiện tại em là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp ạ. Trời đất ơi, cái mặt em là sinh viên. Vẽ râu mà. Em là 7 năm trước em nói sinh viên người ta còn vẽ râu đúng không? Em hóa trang mà anh. Thấy không? Mà hóa trang gạt mình rất đẹp. Chúc mừng bạn đã được đội lên khoảng 20-30 tuổi ha. Hợp dai coi đúng không? Hợp dai già đúng không các bạn? Em tên là Hoàng và em đang là sinh viên của trường Sài Gòn Tourist. Cảm ơn em. Rồi, mời cô Thảo Mai. Dạ, em là Hoa, hiện tại là sinh viên mới tốt nghiệp ngành kế toán trường Đại học Mở. Rồi vậy, làm sinh viên kế toán mà bà nói mai đồ mà nuốt luôn cái kim. Rồi, thế bạn là ai mà có phải biết được nhiều quá vậy? Tôi là Phong, tôi đến từ công ty Thăng Long. Ngoài công việc, hiện tại tôi đang là thủ môn cho câu lạc bộ bóng đá Phú Nhuận. Thủ môn đó. Hay ghê vậy đó. Đá banh mà biết hết về đoàn xiếc này nọ, rồi biết anh Minh Tân này nọ, rồi kể rất là rồi kể y như đúng rồi vậy đó. Đấy. Hỏi cuối mấy cùng. Người con biết hết luôn. Ghê thiệt á, cuối xong cùng. Tối cùng mới nói cái đoàn Hậu Giang, Trung Quốc. Đó, đó. Rớt ngay cái đoàn Hậu Giang đó. Em sợ anh chọt em chứ gì hết á. Anh Lai à? Em tên Nguyễn Sĩ Nguyên. Tên nghệ danh là Minh Nguyên. Dạ, anh biểu diễn được những bộ môn gì? Tất cả các cái bộ môn của sư phụ cũng như người thầy là người cha của Minh Nguyên, đó là ba Minh Tân, và dạy cho Minh Nguyên suốt 9 năm qua. Minh ơi, em là tên
sĩ Nguyên đúng không? Nghĩ em đặt cái tên còn Nguyên đi là lên luôn đó. Em làm bao nhiêu thứ đó mà còn Nguyên à? Còn Nguyên à? Ngon lành còn đẹp trai nữa. Dạ, mà anh còn Nguyên. Dạ. Dạ cảm ơn đội bây giờ. Vâng, thưa quý vị, và một lần nữa xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho nghệ sĩ xiếc Minh Nguyên. Chị không ngờ là hôm nay chị lại coi một tiết mục này, và chị cũng đã nói với anh Linh là chị chỉ cầu mong sao mà chị mở được một cái sân khấu để chị mời những cái nhân vật như tụi em về để diễn. Thì hôm nay chị không biết nói như thế nào. Chị không ngờ cái tánh của em như vậy mà em hoạt bát vui vẻ mà em làm cho chị bất ngờ lắm. Chị không biết nói gì hơn là chị sẽ gửi cho em, riêng bản thân em 10 triệu để em làm một cái gì đó em vui, và chị gửi cho nhóm của em, là nhóm của anh Minh Tân, thêm 10 triệu nữa để mà các anh em xin chân thành cảm ơn tấm lòng của cô Việt Thương đã dành cho con cũng như cho nhóm. Vâng, xin chân thành cảm ơn cô rất là nhiều, cùng tất cả cô chú anh chị và các bạn. Và con xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú và các bạn một đêm thật vui tươi và thật đầy hạnh phúc. Xin chào. Và đây là một bộ môn đặc biệt nguy hiểm, và đôi khi tôi dùng từ là nó rất là nguy hiểm, thậm chí là đến tính mạng. Nên rất mong là quý vị khán giả sẽ không luyện tập tại nhà, đặc biệt là tránh xa cho các bạn trẻ em. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và vòng 3 cũng sẽ khép lại ở đây với tỷ số là 3-2 nghiêng cho đội của Hoài Linh và Việt Hương. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ nhóm người bí ẩn số 4. Các anh chị hãy đoán xem trong số họ ai là người vũ công Latin chuyên nghiệp. Hãy lắng nghe câu chuyện của họ. Quá công nghiệp quá. Bạn là ai? Dạ em chào anh Tuấn Thành. Kính thưa anh Tuấn Thành, thì em được nghe người ta đồn rằng là khiêu vũ là bộ môn xu thế để chống ế. Nghe vậy cái em xin tiền má đi học liền, học để chống ế, nhưng mà kết quả không ngờ em vẫn ế, buồn lắm. Bắt đầu em đã chuyển qua yêu dance sport, và em chính là vũ công chuyên nghiệp. Em chào Chánh Thành. Em rất thích dòng nhạc Latin, và em đam mê dòng nhạc Latin, và anh chính là một vũ công Latin. Cảm ơn em. Chào Chánh Thành. Dạ. Cô lớn tuổi nhất ở trong này. Dạ. Lời nói của cô là phải tin cô. Dạ. Cô mới là vũ công Latin.
vừa bước ra là thấy cái thần thái cô là thấy tươi rồi. À, còn bạn thì sao ạ? À, em là một diễn viên. Em thường hay đi nhiều show đám cưới cho nên em thường nhảy solo Latin để dẫn dắt những cô dâu chú rể đến lễ đường. À, vì vậy nếu các anh các chị em cần nhu cầu thì xin hãy liên hệ qua em. Ở đây thì chỉ có mỗi anh Đại Nghĩa với Lê Khánh là cũng đang có nhu cầu là cần đưa lên trên lễ đài. Lễ đài hạnh phúc thôi đó. Dạ vâng. Những Việt Hương với Hoài Linh hấp hôn cũng được vậy. Tôi bà bây giờ luộc cái hấp gì nữa. Tôi có một đôi chân thích nhảy múa. Em có thể làm say đắm bao nhiêu thiếu nữ với cái điệu nhảy trai sôi động của em. Em là một vũ công Latin. Quý vị đã rõ rồi thì mình đặt câu hỏi đi nào. Xin mời. Dạ chào cô ạ. Cô nói cô là vũ công Latin. Phải tin cô. Tin cô. Dạ, nếu như khi mà kết quả là không phải cô là người vũ công Latin á, thì lúc đó thì như thế nào? Tại vì lúc đó thì lời nói của cô mâu thuẫn quá. Dạ, đây là một cuộc chơi mà dạ, là người bí ẩn. Dạ. Nên có thể là tôi nói xạo. Dạ, là cuộc chơi mà có thể tôi nói đúng nhưng mà cũng có thể tôi nói xạo. Cô có thể cho tụi con biết thêm chút xíu những cái thông tin liên quan tới cái công việc mà cô đang làm là một vũ công Latin để tụi con có thêm một cái cơ sở nào đó tin vào những lời nói của cô hay không? Giờ cô nói tin cô là người nhảy thì cứ tin đi, không tin thì đừng chọn. Ờ, thì đừng chọn. Đúng không? Để giúp cô mà chọn hồi nào đâu trời. Đúng. Hỏi một con nhỏ ở bàn số 2 nha. À, em nói em là vũ công đúng không? Mà cái bộ môn này mình tiếng Việt của mình gọi là khiêu vũ thể thao. Nhưng mà nếu như là mình còn một cái tên khác thì gọi là gì? Skateboard. Skateboard. Cái câu hỏi mà nó đơn giản như thế. Có lý do. Nếu là một vũ công chuyên nghiệp thì chắc chắn là học phát âm cái từ đó không có sai chị. Đúng không? Số 1 kìa, dày sọc như cái bút chì thấy cưng không? Bộ trang phục của em mặc đó là của em hay là của người ta cho em mượn? Dạ cái này là của em. À, bộ trang phục của em mà cảm giác giống như là em mượn đồ của ai mặc vậy đó. Không có, anh biết sao không? Sáng đi gấp quá cái mượn giày của ba, quần của ông nội. Là vũ công mà phải mượn giày của ba, quần của ông nội là phải đâu, nhiều khi cái quần đồng nghiệp cái vải á mình mua thì nó vừa lắm mà giặt con nước nó rút lên tới đây nè. Dễ thương quá. Em thì em mua toàn giải xịn đâu, không có như đồ của anh Trấn Thành mà giặt nước bị rút lên đâu. Cho nó dập. Anh lên chị Hương, chị Hương mình đừng nói vậy nên đã có người giết hắn thay ta. Cho hỏi cái bạn số 4 nha. À, với một cái người vũ công á, đặc biệt là các bạn nữ nha, cái tư thế, cái form dáng nào của người vũ công mới là quan trọng nhất? Tay, vai, ngực, hông, eo, mông, tất cả mọi thứ. Dạ, nói chung là tất cả mọi thứ. Dạ, em hỏi 1, 2, 3, 4 là em quốc luôn số 5 chứ để ở không làm gì em kìa. Em hỏi số 5 cho. Đó. Chào bạn số 5, bạn có một lối trình diễn rất là duyên dáng và rất là ấn tượng khi mà xuất hiện cùng với 4 người còn lại. Bạn đã thể hiện những cái đường cong nóng bỏng của mình, nóng mà muốn rát Khánh Hương vậy đó. Vậy thì bạn nói là bạn là vũ công chuyên nghiệp. Vì thì cho Khánh hỏi là những bộ trang phục của bạn á, bạn may đâu? Dạ chị muốn may. Dạ ở Nguyễn Trãi ạ. À. Đường tiệm may là gì? Trải. Tiệm may là gì? Số 235 Nguyễn Trãi chị. Cái đó không phải tiệm may, chị biết nhà đó, nhà chị gần Nguyễn Trãi. Nhà chị đến đường Nguyễn Trãi em à. Rồi anh xin lỗi em chút xíu, em có thể em đứng nghiêng ra một nghiêng qua cho anh xem không? Rồi em có thể em kéo cái ống quần em cao lên chút xíu giùm anh được không? Ok. Ờ, đó, đúng rồi. Anh hiểu rồi. Giờ hỏi bé số 2 nè. Con là một vũ công Latin vậy con thấy cái vũ điệu này á nó lấy cảm hứng từ cái nào để nó có được cái vũ điệu này? Dạ nó đến từ Tây Ban Nha vũ điệu. Đến từ trường đấu bò. Những câu hỏi đã được đưa ra, chúng ta hãy xem ai là người bí ẩn. Ai cũng chọn cô hết, cô số 3. Thiệt là tình. Tại sao lại chọn cô vậy cả? Thì anh cũng dùng cái phương pháp anh loại trừ thôi. Bạn số 1 thì cái bộ trang phục rõ ràng không phải là của bạn ấy.
Cái bảng số 2 thì nghe cái từ dance sport là cái từ mà nó thông dụng nhất mà các vũ công nhảy Latin ta đều phải phát âm cho đúng, thì bạn lại nói sai. Đăng bót không ạ. Bảng số 4 thì trong cái bộ môn này á, cái form dáng, cái khung xương của các vũ công không chỉ riêng nữ mà nam đều rất quan trọng. Bao giờ cũng phải là ngực ưỡn ra và vai phải thẳng xuống như vậy. Nhưng mà anh nhìn thấy cái dáng của em đứng nó không hề ra một vũ công một chút nào cả. Ở bảng số 5 thì ngược lại luôn cố tình tạo ra một cái form dáng của một người vũ công, nhưng mà ngược lại cái đôi giày đó của bạn không phải là đôi giày nhảy Latin. Mặc dù cô số 3 tuổi lớn hơn tất cả các bạn ở đây, nhưng mà anh nghĩ rằng cô mới là vũ công Latin thật thụ. Và điều quan trọng là cô nói cô già rồi, nói tin cô thì phải tin lần luôn chứ chơi. Để biết ai là người bí ẩn, chúng ta hãy tạm nghỉ với nào trong vài phút. Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Người Bí Ẩn. Chúng ta đang ở vòng thi thứ tư. Và năm nhân vật này, ai là vũ công Latin thực thụ? Lê Khánh, Đại Nghĩa cũng như Hoài Linh và Việt Hương đều chọn ô số 3, người đàn bà bí ẩn. Liệu đó có phải là người bí ẩn của vòng thi này hay không? Hãy cùng xem. Thì ra là cô ấy. Xin mời bộ đồ ba thế hệ. Em là ai? Em là sinh viên năm 2 trường học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ em biết quần cuối cùng này là quần 3 hay quần ông nội? Em mượn ở trên kia. Ủa, của cái ông nội nào ở trên kia? Cô gái, mời em. Dạ, em cũng không phải là vũ công. Em là Vân, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, em cũng là sinh viên. Hồi nãy mà anh nghe em nói cái chữ đang bóc lạnh sợ cho em rồi. Người ta dance sport thì dance sport, còn nói không được thì nói Latin đi, còn đang bóc làm chi cho Đại Nghĩa lật tẩy. Cố tình hả? Cố tình thì được cái gì? Em là sinh viên mà, em sẽ phát âm được. Chị nghĩ cái từ đó rất là đơn giản đối với em. Mời chị. Em đến từ Long An, em tên Nguyễn Thị Mỹ Nguyên, em sinh năm 1982. Em không phải là vũ công Latin mà em chính là diễn viên. À, thế cuối cùng em là ai? À, trước tiên thì em xin nói là nãy giờ em gồng dáng mệt quá, mỏi quá rồi. À, em tên là Hồng Đức và hiện tại em đang đi làm. Ai không biết em đi làm? Em làm như vậy. Thử chuyện em làm anh hỏi chứ. Cái bí mật vậy đó. Bí ẩn quá. Kết thúc chương trình em vẫn còn bí ẩn anh ạ. Để sao vậy? Nhưng kết thúc chương trình vẫn còn là bí ẩn. Thế cô là ai vậy ạ? À? Tôi xin giới thiệu, tôi là diễn viên Thiên Kim. Năm nay tôi 36 tuổi. Ý, quên, 63 tuổi. Lâu rồi thì tôi biết nhảy, nhưng mà biết nhảy cái bước giao tiếp của Sài Gòn thôi. Nhưng mà tôi mới qua Dance Sport là được hơn một năm nay. Dạ vâng. Và xin mời cô Thiên Kim ra biểu diễn cho mọi người xem nha. Và sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn viên Thiên Kim, còn được gọi là một vũ công dance sport chuyên nghiệp, sẽ cùng biểu diễn với bạn diễn của mình là một gương mặt rất quen thuộc, đó là top 20 của thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên, Tuấn Đạt. Mời quý vị cùng theo dõi. Phần hỗ trợ của Tuấn Đạt ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, và tỷ số sau vòng thi này hiện nay đang là 4-3 nghiêng về đội của Hoài Linh. Các bạn phải làm sao để cho đội anh Hoài Linh và chị Việt Hương thua thêm một lần nữa, đoán sai. Chứ không thôi thì các bạn sẽ có nguy cơ ra về mà không có tiền. Hết sức là bình tĩnh và cẩn thận với vòng thi cuối. Và bây giờ họ sẽ xuất hiện. Vòng 5 bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, và tất cả những nhân vật đã xuất hiện, câu hỏi của vòng này là ai sẽ là DJ chuyên nghiệp? Chúng ta hãy đến với phần tự giới thiệu của họ. Trước đây tôi chỉ là một thằng học sinh, suốt ngày chỉ biết nghe nhạc ballad, R&B. Sau một ngày chuyến đi chơi với bạn tôi, thì nhà bạn tôi có một cái bàn DJ. Tôi cảm thấy hứng thú với nó mà quyết định đi học nó. Sau 3 năm học được thì tôi đã trở thành một DJ chuyên nghiệp. Còn em? Chị nhìn tôi cười dữ vậy. Thật chất ra em không phải là một vũ công Latin. Em là một sinh viên. Em rủ bạn bè đi uống cà phê. Và vô tình em đến được cái quán cà phê đó, có cái cô DJ đang đánh. Thì em lại cảm thấy thích dòng nhạc sôi động đó, và em đam mê nó. Và em chính là một DJ chuyên nghiệp. Câu chuyện của em thật là hay. Cảm ơn anh. Bye bye. Trong một lần tình cờ đi uống cà phê thì em đã để ý một cô DJ rất là xinh đẹp và quyết tâm theo đuổi cô ấy nhưng không thành công. Ngoài em quyết tâm học nghề DJ và bây giờ em không phải theo đuổi ai nữa vì mọi người sẽ phải theo em vì em là một DJ chuyên nghiệp. Mời bạn. Người yêu của tôi là một DJ. Để hiểu thêm về anh ấy thì tôi đã tìm hiểu về nghề, hiểu nghề và từ đó yêu nghề. Bây giờ yêu cả anh ấy nữa, cuộc sống của tôi đang rất là hạnh phúc. Tôi là DJ. Bạn thì sao? Em đã từng nói là em có học nhạc nhưng không phải là bên thanh nhạc. Em đã theo nghề DJ khoảng 3 năm mấy và nó làm cho em nguồn thu nhập rất là cao. Và hiện tại em cũng có một vài học trò. Em là một DJ chuyên nghiệp. Bữa nào đánh chỉ anh với nha. Sợ anh học không được. Sao vậy? Nghe học được nhưng đánh không biết có ai nghe không. Anh sẽ tìm thầy khác. Cảm ơn em. Mời em. Thì anh cũng thấy đó. Thật sự ra là bạn bè nói em là cái tính em nó rất là tưng tưng. Em chỉ có thể hợp là làm một là làm vũ công, hai là làm DJ thôi. Nhưng mà anh vũ công thì anh thấy rồi đó. DJ anh cũng thấy. DJ thì em có thể chà và chay được anh. Anh tin là em có thể đi mà em chay được chứ anh còn DJ anh dạ, không biết. Đứng thôi mà dạ. Mình chay được mới ghê. Vâng, mời các đội đặt câu hỏi ạ. Ôi cái trà đĩa là bây giờ hỏi cái số 3 đó con. Bây giờ trà đĩa là trà làm sao? Nó có giống trà son, trà nồi không? Chỉ chú già chú không có biết. Dạ thì khi mà mình trà thì nó sẽ tạo ra những tiếng là. À trà chỉ cần nghe chỉ xịt bộp là được hả? Trời ơi vậy tôi đâu có cần trà đĩa. Tôi về tôi ngồi tôi trà nồi tôi cũng tự làm được vậy. Xin hỏi bạn số 4. Thì bạn nói là bạn yêu cái người làm DJ mà bạn quyết định học làm DJ. Thì khi mà với những cái dự định mà bạn hình dung trong đầu công việc đó là như vậy, thì khi mà bạn bắt đầu học thì bạn thấy nó như thế nào? Có giống với những gì bạn tưởng tượng không ạ? À? Lúc mà học đó thì cũng nhờ sự động viên của bạn trai nhiều lắm. Thì em mới có thể tiếp tục để theo đuổi cái nghề mà bạn trai yêu thích. Em làm DJ trong quán cà phê hay là trong mấy cái sàn nhảy? Dạ, trong quán cà phê. Ở đây có hai bạn nữ thì xin hỏi bạn nữ số 2. Thì em làm DJ trong quán cà phê giống bạn nữ này không? Hay là em làm trong vũ trường, trong sàn nhảy? Dạ, em cũng đang làm cà phê gần đó. Là quán tên gì vậy em? Dạ, gần đây. Chị nghe em trả lời mà chị muốn gần chết. Cái này là cố tình nè, đúng không? Cái đường đó hình như là nó nằm trên đường đi á, em cũng biết tên gì. Đó nằm trên đường đi. Cảm ơn em, đứng chơi cho vui đi em à. Thường thể chơi thể loại nhạc nào trong quán em? Em biết giải thích làm sao nữa. Trời ơi, em là DJ em còn không biết giải thích làm sao mà anh biết được đây. Giận rồi, mặt đầy nhẽ. Giận thì rõ đó chứ. Rồi các chị tâm phụt khẩu phụt. Nghi ai thì xin mời một người ra đây chà thử nghe trời. Chị mời số 6. Chị muốn chọn số 6.
hết sức bình tĩnh em, từ từ, thoải mái thôi. Cái này quen quá rồi. Em muốn nói một điều là tại sao lại không thấy cái headphone? Tại vì nếu mà không có headphone thì em sẽ không nghe đủ bass, chép và vocal. Có vẻ là lành. Phải có headphone mới nghe được. Bass, chép và cái vocal, cái headphone nè. Bass là trầm đó anh, chép là những cái âm bị chép. Thì đã bị chép đó. Yeah. Cái mình phải chép ra cái chép thì mới ra cái bass, và cái bass cho headphone. Quên cái headphone. Anh nói là chép quá rồi. Cái headphone, đâu cái headphone nào. Được nhưng mà nhảy nhôi mệt quá. Hỏi thêm câu nữa đi được không? Hỏi đi. Nãy cái bạn nữ bên đây này không giải thích cho anh nghe được cái nhạc đó là cái gì. Anh những thắc mắc anh không có chịu được, anh ấm ức trong lòng ghê lắm. Thôi thì giờ anh hỏi bạn nữ số 4, em có thể em giúp anh cái đó được không? Tại vì lúc nãy bạn hẹn là sau giờ trả lời cho anh rồi, em trả lời mất thông tin là bị quên. Khó quá. Chương trình ép người chơi quá. Giận nữa. Giận chọn người khác đi. Vậy mời bạn số 2. Trời, cái mặt em số đau khổ vậy. Sắp thu ở tới nơi rồi đó. Số 2, mời bạn số 2. Biết cái headphone là cái nào không? Em biết anh gửi em đi. Này là cái headphone nè. Em đẹp chứ đâu có khùng như anh hả? Sao? Biết lúc nào nó chỉnh lớn chỉnh nhỏ không? Anh quay lên anh già rồi chỉnh cho anh nghe anh hiểu à. Lên nhạc anh. Cái người mà học vi tính cũng tốt lắm. Rồi bây giờ thời khắc quyết định. Lê Khánh chọn số 2. Thằng Hoài Linh và chị Việt Hương chọn số 5. Cho em chọn lại được không? Được, quyền chọn lại. Việt Hương chọn số 4. Trời, tại sao biết gì để mình chọn lại rồi ha. Tại sao đứa chị? Thích. Tại tôi thấy chưa thấy ai bận đầm mà đứng cái tướng lạ lùng như vậy. Thiệt. Bận đầm mà đứng cái tướng lạ lùng. Tướng này chỉ có tướng DJ hip hop chứ không có. Yeah. Biết tại sao người ta đứng vậy không? Tại sao? Tại vì bữa nay đang ăn no muốn che cái bụng lỡ. Lê Khánh có muốn đổi không? Khi lúc mà hai đội vừa mới ra đó thì anh nhìn, lúc anh chưa kịp nhìn cái bạn nữ số 4 này, anh chỉ kịp nhìn bên đây thôi, thì anh thấy trong ba bạn đứng ở đây thì chỉ có một mình cái bạn số 2 là có cái tiết tấu nhạc trong người nhất, và cái phong cách lúc đó là bạn họ chắc là bị lộ ra một chút xíu cái phong cách thật của mình. Thật sự ra cái lập luận nào cũng có cơ sở. Vì vậy ai là người bí ẩn? Chuyên nghiệp. Mặc dù là em nó không nghe headphone mà em nó quẹt, nó khiều, nó già thôi, mà Đại Nghĩa và Lê Khánh vẫn nhận ra các bạn rất siêu đẳng. Ta cùng đứng với những người còn lại. Như em đã nói thì thế là nhạc em thích á, rồi chỉ là ballad và R&B thôi. Hồi nhỏ thôi anh. Lát nói chuyện sau. Thì em chỉ là một sinh viên của trường Sài Gòn Lít và em đang theo học ngành hướng dẫn viên du lịch. Em
em tên là Nguyễn Hoàng Ngọc Trang, hiện là em là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Nguyễn Phúc Khải Du, hiện tại thì em là người bán hàng rong. Bán cái gì em? Dạ bán dao với lưỡi câu. Cái móc họng anh hả? Cái gì bán gì nói thiệt đi, để ta còn khổ. Dạ thật ra em là một người mẫu tự do à. Đó vậy đi. Thật sự là em tên là Hồng Đức và hiện tại em đang là diễn viên và ca sĩ tự do. Em gì mới vô khè cho cái hết thôi, cái phá cái xét rồi hết hồn rồi. Cái đó là cũng là chuyên môn thanh nhạc mà. Cảm ơn em. Quá giò anh em. Không biết em. Dạ. Công nương tên gì? Hả? Không hiểu. Sao em? Em hiểu anh nói vậy đó. Thôi để anh dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt cho em hiểu. Ok. Em muốn nói gì em nói đi em. Dạ em tên là Trương Thị Vân. Em đang là một DJ chuyên nghiệp. Thiệt không? Giờ là hết nói dối rồi phải không? Em sợ quá. Nghèo hoài. Ra quán đường đi. Mời em. Cảm ơn nhóm Bí ẩn. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì cô bé Trương Thị Vân sẽ biểu diễn DJ. Một tràng pháo tay nồng nhiệt. Chúc cho em sẽ luôn luôn xinh đẹp và có được thật là nhiều may mắn và nụ cười trong cuộc sống nha. Và một tràng pháo tay nữa cho Trương Thị Vân. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay với kết quả cuối cùng thì đội Đại Nghĩa và Lê Khánh cũng đã hòa điểm số với đội nhà là 4-4. Như vậy đồng nghĩa đây là game show đầu tiên của người bí ẩn với số tiền cao nhất được mang về dành cho đội khách, đó là 40 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người Bí ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của dầu gội bồ kết Fresh, tinh dầu bưởi thiên nhiên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau với Người Bí ẩn. Ngày hôm nay, những nhân vật của chúng ta đều mang một vẻ fashion truyền thống lai đương đại. Mời quý vị đầu tiên gặp gỡ đội nhà nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương. Sao bên đây tôi thấy bà lạ lạ vậy? Có gì đâu mà lạ. Mấy bữa đó bình thường tôi nói chuyện với bà tôi cúi xuống mình chết. Bên đây bà ngang ngang mặt tôi vậy? Né. Mà bữa nay tiếp ai mà bà bận đồ, bà bận đồ cao dữ vậy? Người siêu mẫu. Dạ hả? Thiệt. Chưa nữa, cái người ngồi kế bên là cái người chuyên môn chấm để chọn siêu mẫu.